Thưa quý vị, mới đây tại một gia đình thuộc tỉnh Quảng Trị, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hai chó nhỏ bỗng trở thành trẻ mồ côi khi bố mẹ liên tiếp qua đời do tai nạn. Vì gia đình khó khăn nên anh chị phải đi làm thuê để bươn trải cuộc sống. Vậy mà giờ đây, tại ngôi nhà nhỏ ấy chỉ còn lại người mẹ già và hai đứa trẻ. Đơn côi chăm bẫm nhau qua ngày khiến ai nấy đều xót xa. Theo đó, căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Đoàn Xuân Khánh, 45 tuổi, và chị Hoàng Thị Thu Thảo, 30 tuổi, nằm sâu trong con đường bê tông phía bờ nam sông Thạch Hãn, thuộc thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ngày 31 tháng 7, chị Thảo bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Tiền dữ đến với gia đình quá đột ngột, nên khi nhận được tin báo, bà Phạm Thị Lành, 71 tuổi, mẹ chồng của chị Thảo và người thân, ngã khịu như tiếng sét ngang tai đối mặt với việc con trai và con dâu lần lượt ra đi. Kể lại những lần nhận hung tin, bà lành vừa khóc vừa cho hay. Hôm đó Khánh bị ốm, được đưa vào bệnh viện vào chiều ngày 4 tháng 7, nhưng đến chiều ngày 5 tháng 7 đã đột ngột ra đi. Trong mất mới 26 ngày thì Thảo cũng đột ngột ra đi. Do gặp tai nạn trên quốc lộ 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đắc Gờ vào ngày 31 tháng 7. Người thân vợ chồng anh Khánh và chị Thảo cũng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra nhưng theo thông tin ban đầu thì tai nạn ập đến khi xe máy của chị thảo điều khiển và vào cọc tiêu hộ lan bên đường khiến cho chiếc xe chuồi đến thêm một đoạn phía ngoài phạm vi đường quốc lộ 9. quá xót xa bà lành khóc nấc nói không thành tiếng vợ chồng nó đột ngột ra đi để lại đau đớn tột cùng giờ đây trong căn nhà chỉ còn lại tôi với hai cháu nương tựa vào nhau nhưng tôi cũng đã già rồi mà hai cháu còn quá nhỏ, cố gắng dìu dắt cháu được đoạn nào hay đoạn đó. Trước hoàn cảnh đáng thương này, hàng xóm ai cũng bàng hoàng, thương cảm cho gia đình. Hai đứa con còn quá nhỏ, dường như chưa thể cảm nhận được hết nỗi đau mù côi cả cha lẫn mẹ. Nhớ về con, bà lành nghẹn ngào cho biết, vợ chồng bà ở quê quanh năm bám với ruộng đồng nuôi 5 người con, ba trai hai gái. Vào 38 năm trước, chồng bà đột ngột ra đi khi đứa con trai út mới 3 tuổi. Bà kể lại trong tiếng khóc nấc. Bà cho biết, trong ba đứa con trai, người con trai đầu và con trai út từ hơn 20 năm trước đã bươn trải lên huyện miền núi, hướng hóa làm thuê làm mướn, rồi lập gia đình ở hướng hóa. Chỉ còn lại anh Khánh ở lại quê làm lụng ruộng vườn và chăm sóc mẹ già. Đến năm 37 tuổi, anh Khánh nên duyên với cô gái quê ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộc, tỉnh Quảng Trị, là chị Hoàng Thị Thu Thảo. Hạnh phúc của đôi vợ chồng và gia đình càng được nhân lên khi lần lượt đón những đứa con thơ ngây, xinh xắn, Gia đình tuy vất vả nhưng lúc nào cũng ngập tràn trong tiếng cười nói. Được biết, cháu đầu tiên là Đoàn Hoàng Trà My, sinh năm 2015, năm nay mới bước vào lớp 3. Còn đứa thứ hai là Đoàn Viết Sơn, sinh năm 2016, năm nay chuẩn bị vào lớp 2, trường tiểu học Triệu Long, xã Triệu Long. Nhìn các con ngoan ngoãn, lớn lên từng ngày cũng phần nào làm anh chị yên tâm để có thể đi làm thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình và nuôi hai đứa con nhỏ ngoài mấy xào ruộng vợ chồng anh Khánh phải bươn trải làm thuê thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn tai nạn bất ngờ ập đến quá đỗi bất ngờ phút chốc cả hai vợ chồng anh chị mãi mãi ra đi hai đứa con nhỏ lâm cảnh mồ côi chỉ còn biết nương tựa vào bà nội già yếu đều biết hoàn cảnh của gia đình đại diện chính quyền địa phương cho biết gia cảnh của anh Khánh chị Thảo rất khó khăn hàng ngày đi làm thuê để mưu sinh nuôi các con ăn học chứ không có công việc ổn định khi sự việc đau lòng xảy ra chính quyền và đoàn thể cũng giúp đỡ hỗ trợ nhưng không thấm vào đâu vì đại diện chia sẻ để giúp gia đình vơi bớt khó khăn đường học hành của hai cháu không bị đứt gánh chúng tôi tha thiết mong các mệnh thường quân trên cả nước giang tay giúp đỡ đây là nỗi đau mất mát lớn cho gia đình bà lành khi con trai con dâu lần lượt ra đi mãi mãi vì bạo bệnh và tai nạn giờ đây chỉ còn lại bà nội và các cháu cuộc sống sẽ thêm phần khó khăn chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân mong rằng bà nội hai cháu sẽ có thể nhanh chóng vượt qua nỗi đau này để có thể dạy dỗ các cháu ở chặng đường cuối cùng của cuộc đời một cách tốt nhất Bên cạnh đó, mong rằng trước hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, với sự giúp đỡ của mọi người dân và chính quyền địa phương, cháu nhỏ có thể được tiếp tục đi học để đỡ đần bà trong cuộc sống thường ngày.